Trương Bá Chi bị mẹ đỡ đầu tố cáo, môn đạo lý nhưng sống giả tạo. Trương Bá Chi nhiều lần bị bà trùm Trần Lam đả kích, tố vô ơn sau khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nữ diễn viên được cho là sống giả tạo, cố tỏ ra khó khăn để người khác thương hại. Sự xuất hiện của Trương Bá Chi trong show Chị Gái Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 khiến cô được khán giả đại lục nói riêng và người xem nói chung yêu thích. Đa phần cảm thấy quý mến tính cách chân thật, sôi nổi, sự nhiệt huyết và nỗ lực của bà mẹ bà con. Tuy nhiên, không ít người cho rằng cô đang diễn kịch. Một blogger đăng trên Weibo nhận định rằng Trương Bá Chi thực chất là đang cố xây dựng hình ảnh một bà mẹ vượt mọi khó khăn, vất vả để nuôi con. Một diễn viên, ca sĩ luôn làm việc 110% sức lực để có được sự ghi nhận của khán giả. Tuy nhiên, thực chất đó chỉ là vở kịch diễn trước khán giả để có được lòng thương hại của họ. Blogger cho rằng Trương Bá Chi diễn để tiếp cận với giám khảo Na Anh, sau đó được hỗ trợ. Blogger cảnh báo Na Anh có thể trở thành một Trần Lam thứ hai. Người viết nhấn mạnh, Trương Bá Chi từng dùng khuôn mặt ngây thơ để có được thiện cảm của bà Trần Lam, tức vợ ông Hướng Hoa Cương hay còn gọi là Hướng Phu Nhân. Sau đó, được bà nâng đỡ nhiều trong sự nghiệp, thậm chí bà còn trở thành mẹ đỡ đầu cho cô. Sau này, cô nổi danh và có thái độ ngôi sao khiến mẹ nuôi tức giận, quan hệ của hai người từ đó rạn nứt. Đáng chú ý, bà Trần Lam, nhân vật được nhắc đến trong bài, đã ấn like bày tỏ sự đồng tình. Trước đó, bà cũng từng có những động thái chỉ trích, giễu cợt về Trương Bá Chi, tố cô có vấn đề về nhân cách. Nhiều người chửi mắng Trương Bá Chi dữ dội, cho rằng cô sống diễn như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lật tẩy bộ mặt, sẽ bị đuổi khỏi showbiz. Tuy nhiên, không ít người bên vực Bá Chi cho rằng cô đã rất nỗ lực, chẳng có lý do gì mà đã kích cô như vậy. Đây không phải là lần đầu Bá Chi bị mẹ đỡ đầu xỏ xiên. Vài năm trước, sau khi sinh con trai thứ ba, Bá Chi tham gia một show truyền hình tập kỹ và chia sẻ nỗi vất vả làm mẹ đơn thân. Trần Lam lập tức viết một bài trên mạng xã hội, trong đó ước mơ đánh giá một người phụ nữ là nghiện nói dối, mắc bệnh tâm thần. Dù bà Trần không chỉ đích danh người phụ nữ ấy là Trương Bá Chi, nhiều người tin rằng nhân vật được nhắc đến đó chính là cô. Bị mẹ nuôi đả kích nhưng Trương Bá Chi chỉ im lặng. Hết lần này đến lần khác, cô không hồi đáp, không trả lời phỏng vấn liên quan đến mẹ đỡ đầu. Thái độ của cô khiến nhiều người tò mò. Trương Bá Chi từng được bà Trần Lam rất sủng ái, bà gọi cô là con, xưng mẹ. Khi Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn, Trần Lam lên tiếng chỉ trích Tạ Đình Phong, muốn giúp đỡ con gái nuôi vực dậy sự nghiệp. Tuy nhiên sau đó tình cảm giữa hai người không tốt lên, thậm chí xấu đi. Một nguồn tin cho hay, Hướng Phu Nhân giao cho Bá Chi vai diễn trong phim Phong Vân 3D quay tại Singapore. Nhưng cô có thái độ ngôi sao, khiến ông Hướng Hoa Cương, chồng bà Trần Lam kiêm nhà sản xuất phim, tức giận vô cùng, lập tức đuổi cô ra khỏi đoàn. Sau sự việc, Bá Chi không nói lời nào, còn bà Hướng bực dọc, nói với truyền thông rằng mình đã tin nhầm người. Ông Hướng Hoa Cương khi đó còn tuyên bố sau này không bao giờ làm việc với Bá Chi nữa. Trong giới điện ảnh và truyền hình Hồng Kông, vợ chồng ông Hướng Hoa Cương, bà Trần Lam có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhiều ngôi sao Hồng Kông đã dựa vào mối quan hệ với cặp vợ chồng quyền lực này để có được bề đỡ cho sự nghiệp. Trương Bá Chi không là ngoại lệ. Giai đoạn còn trẻ, Bá Chi hoạt động dưới trướng Hướng Phu Nhân, cô được bà hỗ trợ nhiều. Sau lần xuất hiện đầu tiên năm 1998 với một vai trong phim của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi nổi lên bởi ngoại hình xinh đẹp. Với thành công bước đầu này, cô chia tay quản lý cũ, đầu quân cho Hướng Phu Nhân, nhưng hiện tại họ không nhìn mặt nhau. Những năm gần đây, Trương Bá Chi đắt sâu sự kiện, quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Nữ diễn viên được nhiều tạp chí thời trang đánh giá cao phong cách, lối trang điểm. Cô hiện dự tính trở lại đóng phim trong năm 2021. Bên cạnh hoạt động giải trí, cô cũng mở cửa hàng thời trang tại một khu phố sầm uất ở Hồng Kông để gia tăng thu nhập. Cô ấy chịu áp lực khá lớn khi một mình phải nuôi ba con nhỏ, nguồn tin chia sẻ với Apple Daily. Diễn viên Trương Bá Chi sinh năm 1980 là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông. Khán giả biết đến cô với nhiều bộ phim như Sư Tử Hà Đông, Vua Hài Kịch, Vô Cực. Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai, Winston Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô là mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba là Marcus. Vì sự cố lộ ảnh nóng với tài tử Trần Quán Hiền nhiều năm trước, Trương Bá Chi luôn bị coi là một người phụ nữ sống thoáng trong showbiz. Tuy nhiên, cô chưa một lần lên tiếng nói về sai lầm này của mình trong quá khứ, mà luôn tích cực kiếm tiền, chăm sóc ba con. Bà Trần Lam, mẹ đỡ đầu Trương Bá Chi, được mệnh danh là bà trùm tại Hồng Kông. Dưới sức ảnh hưởng của chồng, bà nắm trong tay quyền lực quản lý nhiều đầu mối trong showbiz.